nằm trong tòa nhà trụ sở mới của tập đoàn tại lô D26, ngõ 3 Tôn Thất Thuyết. Bảo tàng Viettel là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn. Với diện tích hơn 800m², bảo tàng được chia thành 6 khu: Khát vọng và Vinh quang, Dấu ấn khởi nghiệp, Bùng nổ viễn thông, Đột phá công nghệ, Tầm nhìn tới tương lai, và trưng bày các chuyên đề về hoạt động đảng, đoàn thể, hoạt động vì cộng đồng. Đặc biệt, tập trung thể hiện những lĩnh vực cốt lõi có thế mạnh nổi trội của tập đoàn như lĩnh vực viễn thông, bưu chính, công nghiệp quốc phòng. Sảnh đầu tiên đấy gọi là sảnh Khát vọng và Vinh quang. Và cái điểm nhấn của cái sảnh Khát vọng Vinh quang này đấy là cái màn hình Holofan này, 3D Holofan. Thì đây là cái công nghệ tiên tiến bậc nhất châu Á bây giờ, và đây bảo tàng Viettel là bảo tàng đầu tiên ứng dụng cái công nghệ như này. Đây là timeline về Viettel hành trình 30 năm. Và hành trình 30 năm này thì được chúng tôi trình chiếu trên một cái công nghệ được gọi là tương tác không chạm, tức là bạn không cần phải chạm vào màn hình để bạn di chuyển, mà bạn chỉ cần vuốt tay nhẹ như thế này là nó sẽ chuyển từ mốc lịch sử này sang mốc lịch sử khác. Và cái hành trình này được chia làm 4 giai đoạn, đó là khởi nghiệp, bùng nổ, viễn thông, đột phá công nghệ và tầm nhìn tương lai. Và nó cũng chính là cái đường đi của bảo tàng này khi mà bạn đi vào trong bảo tàng, tham quan bảo tàng, và cũng theo như cái timeline này, đó chính là theo 4 giai đoạn này. Có thể nói, Bảo tàng Viettel là công trình đặc biệt đầu tiên trong hệ thống bảo tàng Việt Nam kể câu chuyện về mình bằng hình thức công nghệ. Với mật độ ứng dụng công nghệ lên tới 95%, Bảo tàng Viettel sử dụng nhiều loại công nghệ bảo tàng đẳng cấp thế giới như công nghệ 3D Mapping, công nghệ LCD Transparent, công nghệ 3D Hologram, công nghệ Multi-Touch, công nghệ tương tác không chạm, công nghệ AI và thuyết minh tự động, công nghệ trình chiếu siêu hẹp, vân vân. Đặc biệt, tại đây còn ứng dụng 3 loại công nghệ bảo tàng đi đầu thế giới: công nghệ 3D Holofan, công nghệ HoloLens và công nghệ thực tế ảo VR, AR. Đây đều là những công nghệ mới, chưa có hoặc rất ít bảo tàng trên thế giới đã ứng dụng. Bảo tàng cũng trưng bày kết hợp sử dụng hình ảnh, ký ức của nhân chứng, các hiện vật, tư liệu gốc để gây ấn tượng và tạo cảm xúc tốt. Đáng chú ý, bảo tàng được thực hiện chỉ vỏn vẹn trong 6 tháng, một khoảng thời gian không tưởng. Nó cũng khác hẳn với những cái bảo tàng một số các nơi mà chúng tôi đã đi. Thì tôi nghĩ rằng cái tiếp cận được gì với những người cũ, những thế hệ cũ như bọn chúng tôi, hoặc là những cũ hơn, hoặc là thế hệ mới bây giờ nó có thể chuyển giao được, thì tôi nghĩ rằng như thế là rất tốt để cho sau này thế hệ trẻ học tập. Khá hiện đại và độc đáo, nó kết hợp lẫn với cái truyền thống của Viettel với gần hơn 30 năm phát triển và hình thành. Sự kết hợp này mang tính khá là hiện đại cũng như là tôn lên cái truyền thống của Viettel. Bảo tàng Viettel nhằm tôn vinh những thành tựu, truyền thống vẻ vang của tập đoàn, khẳng định vị trí, vai trò tiên phong và những đóng góp xứng đáng của tập đoàn trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.